Ôi thì bà ơi, bà tưởng bà hát hay lắm à? Bà chồng bà kìa, bà là mẹ mà bà không làm gương gì con cái cả. Excuse me, do you know where you are? Trời đất, bà tưởng bà còn trẻ làm sao hả? Trông như là chết, ăn mặc như là Lida Chanh Đài hay Maruna. Do you have a problem with that? Tôi nói cho bà biết tôi là chồng bà. Tôi là chủ tịch hội đàn ông bảo thủ. Bà ăn được như vậy thì coi làm sao được chứ hả? It doesn't matter. This is how my audience like it. Isn't that why you marry me? Because I'm a singer. Đành rằng bà là ca sĩ, chứ bà đâu có phải là đi điếm mà phải mặc như vậy. Oh, it does the old man like you think like that. À, chắc bà ăn mặc như vậy chắc được nhiều tiền hơn bà. Yeah, at least I can have my own money to help my family in Vietnam. Cái gì? Cái gì với gia đình bà, gia đình tôi nó khác nhau chỗ nào? Of course, your family is yours and my family is mine. Bà nói tôi khó hiểu không hiểu? You know exactly what I mean. All these years that we've been here, how many times we send money back to my family compared to yours? Này, anh thu em này. Nhưng mà anh đã biết gia đình anh nghèo, mà ăn mà đông người nữa. Gửi thì gửi chung thôi. I don't want to talk to you anymore. Thôi, anh đang muốn nói chuyện em đây này. Thôi, được rồi, chúng ta sẽ hòa giải với nhau, sẽ nói chuyện sau. Từ từ chút xíu nó bảo về rồi nói đồ mất dạy. Má không đi với con hay sao? Vậy bây giờ má tính làm sao? I don't know. Bộ má tính trở lại với ổng hả? It was partly my fault. I did promise your father that I give up singing. Mà nói gì kỳ vậy? Mẹ mới tính bỏ hát về ổng hay sao? I don't think you ever understand. Your father and I have been through a lot together. Haven't you got homework to do? Có, nhưng không có nhiều lắm. What do you mean not that much? Your exam coming up soon. Con biết, mà tối mai con làm. Tối nay con đã có hẹn với bạn đi chơi rồi. I think you should stay home and do your homework. Không được đâu má, con đã có hẹn với bạn con rồi mà. Well, bring them up and cancel it. Sao má nói với con kỳ vậy? Because I care for you. Thiệt sao? Giống như kiểu ba lo cho má đó hả? Your dad has changed a lot, you know. Thiệt sao? Từ xấu đến tốt đó hả? If you compare him with some other men, he's not that bad. Not that bad? But he's just like shit. Không có được hổ với ba con như vậy. Chứ sao lâu đứng mà lại chịu lấy ổng? If I didn't choose him, you wouldn't be here today. Vậy bây giờ mà tính sao? I don't know. I don't think there's an easy solution. Má có bao giờ nghĩ cho má hay không? Maybe I have changed a lot since I've been in this country. I haven't been a good Vietnamese wife. Mà nói gì kỳ vậy con không hiểu. I accept your father for the last 20 years. I don't think he's going to change. And I don't want you to lose a father. Con lớn rồi, mẹ khỏi phải lo cho con đi. Con chỉ muốn má vui mà thôi. Maybe I owe him something in my previous life. So now I have to pay him back. This is my fate. Fate? So that's your answer to everything, isn't it? Maybe I should at least go and stay home and do nothing and call that fate. Can I ask you something? Why didn't you let me go swimming when I was in primary school? Were you really afraid that I was a kid my child to drown me? You know, as the result of that, I can't swim. Whenever the school has a swimming competition, the only thing I can do is sit and watch. I really don't know what to say. I'm sorry, but what I did, because of your own good. For my own good? Had you known it's right for me?